Xin kính chào quý vị khán giả Người Việt TV đến với bản tin cuối tuần hôm nay là Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị xem các bản tin của ngày hôm nay. California mất 24 tỷ đô la từ nguồn thu thuế thu nhập cá nhân khi những người rời đi có thu nhập cao hơn những người chuyển đến. Theo tin của báo Washington Examiner ngày 6 tháng 7 năm 2024 thì IRS công bố một số dữ liệu trong đó có thuế thu nhập cá nhân của tiểu bang California. Theo đó thì năm 2021 và năm 2022, California mất 24 tỷ đô la tiền thuế do 144.203 người rời khỏi tiểu bang mà phần nhiều trong số đó là những người có thu nhập cao hơn so với những cá nhân chuyển đến. Dữ liệu của IRS cũng cho thấy là những người rời khỏi tiểu bang có người phụ thuộc hoặc người nộp thuế chung trên tờ khai thuế của họ với tổng thu nhập đã điều chỉnh tức là adjusted gross income viết tắt là AGI trung bình là khoảng 130.900 đô la một năm. Trong khi những người mới chuyển đến thì có AGI trung bình là khoảng 111.690 đô la một năm, tức là thu nhập ít hơn khoảng 15% so với những người rời đi. Một cựu thượng nghị sĩ đồng thời cũng là chuyên gia tài chính và lương hưu của chính phủ tiểu bang là ông John Mollack nhận định rằng điều này là dấu hiệu không tốt cho California, đặc biệt là nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân trong tương lai của tiểu bang này. Ông Mollack cho biết là không chỉ có nhân viên rời đi mà còn có rất nhiều doanh nghiệp, vì vậy không phải tiểu bang California cần người nhập cư để lắp đầy các vị trí trống bởi vì các vị trí đó cũng không còn khi nhiều doanh nghiệp đã rời đi. Theo số liệu của Trung tâm chính sách California là nơi theo dõi các công ty rời đi thì đã có 304 công ty lớn rời khỏi California để chuyển sang các tiểu bang khác kể từ tháng 1 của năm 2019. Thống đốc California ông Gavin Newsom gần đây đã ca ngợi sự gia tăng dân số trở lại nhờ những người chuyển đến nhiều và số người chuyển đi chậm lại. Nhưng dữ liệu tài chính mà IRS đưa ra cho thấy tiểu bang đang đánh đổi gia đình có thu nhập cao hơn để lấy những cá nhân có thu nhập thấp hơn. Tháng năm vừa qua trong một cuộc họp thì thống đốc Newsom công bố mức thâm hụt ngân sách của California tính cho đến cuối tháng 1 của năm 2024 là 38 tỷ đô la, nhưng mà vài ngày sau đó thì văn phòng phân tích lập pháp phi đảng phái cho thấy mức thâm hụt thực sự của California hiện nay là 58 tỷ đô la chứ không phải là 38 tỷ như ông Newsom tuyên bố thưa quý vị cũng liên quan đến california theo trang tin go banking race mặc dù california là tiểu bang mơ ước nhưng mà không phải thành phố nào cũng đáng để đầu tư bất động sản ông char charlie từ công ty bất động sản aaron kerman group và là thành viên của chương trình truyền hình thực tế listing impossible của cnbc nhận định rằng khi nói đến bất động sản không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng đặc biệt là ở California. Theo ông Charlie, sau đây là một số thành phố mà quý vị có thể cân nhắc kỹ trước khi đầu tư trong 5 năm tới. Dù rằng những thành phố này có thể có sức hấp dẫn riêng, nhưng xét về góc độ đầu tư bất động sản, chúng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Ông Charlie cũng nói thêm rằng là khi mua bất động sản đầu tư không chỉ là tìm kiếm bất động sản rẻ nhất mà còn tìm kiếm giá trị và tiềm năng tăng trưởng. Thứ nhất, đó là thành phố Stockton. Bất chấp những cái nỗ lực phục hồi thì thành phố này hiện nay vẫn đang vật lộn với tỷ lệ tội phạm cao và tình hình kinh tế bất ổn. Theo sau Bay Moving System, thành phố này có tỷ lệ tội phạm cao hơn 81,5% so với phần còn lại của nước Mỹ và cao hơn 65% so với phần còn lại của California. Thị trường bất động sản của thành phố Stockton nổi tiếng là bất ổn và mặc dù đây có thể là tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhưng mà rủi ro lại rất lớn. Thứ hai là thành phố Bakersfield, thành phố này nằm ở phía bắc Los Angeles là nơi có giá sinh hoạt rẻ và có hơn 411.000 người định cư. Tuy nhiên, chi phí thấp không phải là yếu tố duy nhất cần cân nhắc khi mua bất động sản ở đây, nên kinh tế của Bakersfield phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ và nông nghiệp mà cả hai đều dễ bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường. Theo ông Charlie, đầu tư ở đây giống như là đi tàu lượng siêu tốc. Rất thú vị, nhưng chúng ta cần phải bám chặt. Thứ ba là thành phố Modesto, nằm cách Sacramento khoảng 68 dặm. Modesto có giá nhà rẻ thấp hơn khoảng 84% so với mức trung bình của tiểu bang California, còn hàng hóa và dịch vụ thì rẻ hơn khoảng 30% so với các nơi khác trong tiểu bang. Nhưng thành phố này cũng có một nhược điểm, đó là tỷ lệ tội phạm được xem là cao nhất nhì cả nước. Nguy cơ mà người dân ở đây trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực hoặc là tội phạm trộm cắp tài sản là 1 trên 30. Ngoài ra, cơ hội việc làm ở đây cũng rất hạn chế. Thứ tư là Fresno. Thành phố này nổi tiếng với nhiều loại nông sản và cây trồng đa dạng như là nho, cà chua, cam quýt, hạnh nhân vân vân, nên có rất nhiều hoạt động cho cư dân và du khách. Nhưng theo ông Charlie, đây cũng là thành phố mà quý vị không nên mua bất động sản bởi thị trường nhà tại đây không ổn định và triển vọng tăng trưởng của thành phố không chắc chắn. Đầu tư tại đây có thể giống như là bơi ngược dòng. Thứ năm là San Bernardino, là vùng ngoại ô giá rẻ của Los Angeles. Thành phố này hồi năm 2012 từng nộp đơn xin phá sản do khó khăn về tài chính và thiếu tiền mặt. Hiện tại vẫn đang vật lộn với quá trình phục hồi kinh tế, trong khi hệ thống trường học đang gặp khó khăn và tỷ lệ tội phạm cao. Nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực tại thành phố này là 1 trên 23, là một tỷ lệ rất là cao thưa quý vị. Thưa quý vị, California được gọi là tiểu bang vàng sống tại California là mơ ước của nhiều người Mỹ nói chung. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia, rõ ràng không phải thành phố nào ở Cali cũng tốt, cũng đáng mơ ước. Và rõ ràng không phải tất cả mọi thứ lấp lánh đều là vàng. Bản tin tiếp theo liên quan đến cuộc tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Thưa quý vị, bên cạnh các nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ quyết định ngưng tài trợ và kêu gọi Tổng thống Joe Biden nên từ bỏ cuộc đua, thì càng ngày càng có nhiều giới chức cấp cao của đảng này cũng quay lưng với ông. Sau đây là những giới chức dân chủ đó. Danh sách này do báo The Hill cập nhật tính cho đến sáng nay ngày 7 tháng 7 năm 2024. Thứ nhất là dân biểu dân chủ Lloyd Doggett, đại diện cho tiểu bang Texas, phục vụ tại Hạ viện từ năm 1995 Ông Dockett là người đầu tiên tại Hạ viện công khai thúc giục ông Biden nên rời khỏi cuộc đua với lý do là ông đã không bảo vệ hiệu quả những thành tựu của mình và không vạch trần được nhiều lời nói dối của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Dockett thậm chí còn nói ông Biden càng cố chấp chừng nào, người mới càng khó đứng lên đánh bại Donald Trump chừng đó. Thứ hai là dân biểu đại diện cho tiểu bang Arizona, Ông Rao Rivera. Ông Rivera nói với báo The New York Times rằng ông vẫn sẽ ủng hộ ông Biden nếu ông ấy tiếp tục tại vị, nhưng đã đến lúc cần một cái tên mới đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng và rằng điều ông Biden cần làm bây giờ là gánh vác trách nhiệm để giữ cái ghế đó và một phần của trách nhiệm này là nên rời khỏi cuộc đua. Người thứ ba là cựu dân biểu Tim Ryan của tiểu bang Ohio. Ông Ryan cho biết là phó tổng thống Harris nên thay thế ông Biden bởi đang có quá nhiều thứ bị đe dọa. Theo ông, những gì tổng thống Biden đã thể hiện là rất đáng lo ngại. Còn bà Harris thì đã có những cái tiến bộ đáng kể trong thời gian qua và sẽ đánh bại được ông Trump trong các cuộc tranh luận. Và người tiếp theo là ông Julian Castro, từng là người trẻ nhất trong chính quyền Obama, lúc đó ông ấy giữ chức Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị. Ông Castro biết trên nền tảng xã hội X rằng rất có thể ông Biden sẽ thua ông Trump và kêu gọi tổng thống nên từ chức. Theo ông Castro, ông Biden là người đàn ông tốt và là một tổng thống tốt, nhưng cuộc tranh luận đã chứng minh một cách đáng lo ngại rằng ông ấy không có khả năng chống lại Donald Trump, chứ đừng nói đến là việc truyền cảm hứng và kêu gọi các cử tri đến các điểm bỏ phiếu. Một người nữa là doanh nhân, nghị viên Adam Frisch người đang tranh cử cho ghế dân biểu ở địa hạt 3 ở tiểu bang Colorado, cho rằng nếu ông Biden rút khỏi cuộc đua năm nay sẽ là điều tốt nhất cho đất nước. Trong một tuyên bố, thì ông Chris viết là chúng ta cần một tổng thống có thể đoàn kết nước Mỹ để hiện thực hóa tiềm năng vô hạn của quốc gia chúng ta. Chúng ta xứng đáng có được điều tốt hơn. Tổng thống Biden nên làm những gì tốt cho đất nước và rút khỏi cuộc đua. Ngoài ra còn có các thành viên khác của đảng Dân Chủ, ví dụ như là dân biểu Mike Quigley, đại diện cho tiểu bang Illinois, dân biểu Andrew Gregg, đại diện cho tiểu bang Minnesota. Ông James Carville là một chiến lược gia lâu năm của đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Michael B. Moore ở tiểu bang South Carolina đang tranh cử ghế dân biểu liên bang, vân vân đều lên tiếng khẳng định rằng Họ vẫn rất thích ông Biden nhưng đã đến lúc ông ấy nên rời khỏi cuộc đua để nhường vị trí này lại cho một ứng cử viên khác vì đất nước và vì đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cũng liên quan đến việc kêu gọi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua. Báo The Hill đã trích đăng bài của bà Meghan McCain rằng ông Biden sẽ không có nhiệm kỳ thứ hai bằng cách này hay cách khác. Bà Meghan McCain là con gái của cố thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain ở tiểu bang Arizona. Trên nền tảng xã hội X, bà Meghan McCain viết như thế này. Joe Biden có thể nhường chỗ cho một ứng cử viên khác hoặc thua với số phiếu kỷ lục trong vài tháng nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng sẽ không thể tiếp tục trở thành tổng thống. Và đây là điều mà gia đình ông ấy nên bắt đầu chấp nhận vì dường như tất cả họ đều đang sống trong sự ảo tưởng nghiêm trọng. Trong một cái bài đăng khác cũng trên mạng xã hội X vào sáng sớm thứ Bảy thì bà McCain viết thêm thế này. Những người bảo vệ ông Biden quá kích động, giống như giống hệt như những người bảo vệ ông Trump quá kích động. Và thành thật mà nói, sự sùng bái các tổng thống của chúng ta thực sự là đáng sợ và hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu khi những người sáng lập đất nước của chúng ta tạo ra. Những người đàn ông này không phải là vua. Thưa quý vị, bất chấp cuộc tranh luận với ông Trump được xem là thảm họa, bất chấp tất cả mọi lời kêu gọi, trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC News vào tối 5 tháng 7, thì Tổng thống Joe Biden vẫn khẳng định rằng Ông sẽ tiếp tục cuộc đua, ông nói. Nếu Đức Chúa toàn năng Giáng Lâm và nói, "Joe, hãy rút khỏi cuộc đua thì tôi sẽ rút khỏi cuộc đua, nhưng mà Đức Chúa toàn năng sẽ không giáng lâm đâu." Cũng trong cuộc phỏng vấn với ABC News thì tổng thống Joe Biden nói về thành tích nổi trội trong thời gian ông đương nhiệm rằng ông mở rộng NATO, phát triển kinh tế và lập kế hoạch hòa bình cho Trung Đông, ông cũng nói về việc mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe và thực hiện những chính sách mới cho hệ thống thuế nếu như mà ông tái đắc cử. Trước đó, ngày 5 tháng 7, trong một phần phát biểu đầy nhiệt huyết tại Madison ở tiểu bang Wisconsin, ông Biden nói rằng một số thành viên đảng Dân Chủ đang cố gắng hất cặn ông ra khỏi cuộc đua, nhưng các thành viên cấp cao trong đảng sẽ không đòi hỏi ông phải buông xuôi. Như vậy thì thưa quý vị, dựa theo những lời khẳng định của tổng thống Joe Biden, chúng ta có thể tin rằng ông ấy vẫn sẽ tiếp tục cuộc đua và như vậy gần như chắc chắn ông Biden và ông Trump sẽ lần thứ hai tái đấu với nhau. Và thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có lý do để mà vote cho người này mà không vote cho người kia, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng nên tôn trọng sự chọn lựa của người khác. Nếu như quý vị đang làm việc trong các cái cơ quan hoặc các cái công ty của Mỹ thì chắc chắn sẽ biết một điều rằng không bao giờ có ai đó hỏi mình ủng hộ cho ai, bầu cho ai và tại sao lại như vậy bởi vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Bản tin tiếp theo thưa quý vị, Hamas chấp nhận đàm phán theo đề nghị của Mỹ. Theo tin của hãng thông tấn Reuters ngày 6 tháng 7, thì nhóm phiến quân Hamas đã chấp nhận đề nghị của Mỹ bắt đầu đàm phán trả tự do con tin Israel tạo điều kiện to lớn dẫn đến một khung thỏa thuận có thể kết thúc xung đột tại giải Gaza. Quá trình này sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận kết thúc xung đột tại Gaza đi vào hiệu lực. Lực lượng Hamas cũng đã từ bỏ yêu cầu tiên quyết mà trước đây họ từng đưa ra cho Israel rằng chính quyền nhà nước Do Thái phải cam kết về lệnh ngừng bắn bệnh viễn trước khi hai bên ký thỏa thuận Thay vào đó, việc đàm phán ngừng bắn sẽ diễn ra xuyên suốt giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần. Thưa quý vị, những kết quả này là một phần nỗ lực hòa bình quốc tế được kỳ vọng sẽ dẫn đến một khung thỏa thuận về việc kết thúc cuộc chiến kéo dài 9 tháng qua ở giải Gaza nếu như được phía Israel chấp thuận. Trong những tháng qua, nhiều nước, thì trong đó có Mỹ và Qatar, đã đứng ra làm trung gian cho những đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas. Theo tin của Reuters, một nguồn tin trong các giới chức đàm phán của Israel khẳng định rằng cơ hội về việc đạt một thỏa thuận đã thực sự hình thành. Điều này trái ngược với trước đây khi những điều kiện từng được hai bên đưa lên bàn đàm phán, đặc biệt là những cái điều kiện từ phía Hamas, từng bị chính quyền nhà nước Do Thái xem là không thể chấp nhận được. Ngày 5 tháng 7, mặc dù văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết là việc đàm phán sẽ được tiếp tục trong tuần tới và nhấn mạnh rằng giữa hai bên vẫn còn nhiều khoảng cách lớn về quan điểm, nhưng các nhà quan sát cho rằng dường như hai bên đã ngầm nhượng bộ nhau và vì vậy khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận để kết thúc xung đột là rất cao. Bản tin tiếp theo, thưa quý vị, nhiều vụ cá mập tấn công người xảy ra gần đây ở một số vùng biển ở Mỹ, chúng ta nên lo lắng ở mức độ nào? Theo tin của báo The Hill, một loạt các vụ cá mập tấn công gần đây ở vùng biển Texas và Florida có thể đã khiến một số người tự hỏi liệu có an toàn khi bơi lội hay lặn biển hay không. Nhưng theo các chuyên gia, mặc dù các vụ cá mập tấn công người đã tăng lên, nhưng chúng vẫn rất hiếm. Báo The Hill cho hay là các vụ cá mập tấn công người không có lý do đã tăng vào năm 2023 và số ca tử vong đã tăng gấp đôi, nhưng con số này vẫn rất nhỏ, Cụ thể vào năm 2023 có 69 vụ cá mập tấn công người trên toàn cầu và 11 trường hợp tử vong, trong khi đó năm 2022 trên toàn cầu có 66 vụ cá mập tấn công và 5 ca tử vong. Nếu nhìn vào con số người ra biển mỗi năm trên toàn cầu rồi nhìn vào số người bị cá mập tấn công thì khả năng này là rất thấp. Bảo tàng Florida đưa ra tỷ lệ là 1 trên 11,5 triệu nghĩa là cứ khoảng 11,5 triệu người ra biển thì có một người bị cá mập tấn công. Trong số 69 vụ cá mập tấn công vào năm 2023 thì có 36 vụ xảy ra ở các vùng biển của Mỹ. Những người đi biển bao gồm là bơi lội, lặn biển, lướt sóng ở Florida có nhiều khả năng gặp phải cá mập tấn công không có lý do. Tiếp theo là vùng biển của Hawaii, California và South Carolina. Các chuyên gia cho biết có hai yếu tố chính dẫn tới sự gia tăng các vụ tấn công này. Đó là do quần thể cá mập đã tăng đáng kể nhờ những bảo lực, những nỗ lực bảo tồn thành công. Ngoài ra, càng ngày càng có nhiều người bơi lặn lội biển, à, cho nên là dễ gặp phải cá mập. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng cá mập là loài ăn cá và các động vật biển khác, nên con người không phải là con mồi tự nhiên của chúng. Vì vậy, hầu hết các vụ cá mập tấn công vô cớ đều là do nhầm lẫn hoặc là tò mò. Cá mập giống như đứa trẻ mới biết đi, có xu hướng khám phá thế giới bằng miệng. Các chuyên gia cho rằng có nhiều cách để những người bơi ngoài biển giảm khả năng gặp phải cá mập ngoài ý muốn. Đó là đừng bơi một mình, tránh bơi vào lúc trạng vạn tối hoặc lúc bình minh, bởi vì ánh sáng yếu có thể dẫn đến nhầm lẫn. Khi bơi thì cố gắng tránh bắn nước vì điều này có thể trông giống như con cá đang dạy dùa, khiến cá mập nhầm tưởng. Ngoài ra cũng nên tránh bơi gần những người đang câu cá vì mồi câu cũng có thể thu hút cá mập. Bên cạnh đó hãy tháo đồ trang sức sức trước khi xuống nước vì một số trang sức có thể tạo ra ánh sáng lấp lánh cũng khiến cá mập nhầm tưởng là ánh sáng từ vảy cá. Nếu phát hiện một con cá mập trong nước, các chuyên gia khuyên người bơi là đừng nên hoảng sợ, việc té nước và di chuyển nhanh có thể khiến chúng ta trông giống như một con mồi hơn. Ngoài ra cũng nên cố gắng giữ giao tiếp bằng mắt với cá mập vì chúng thích phục kích con mồi hơn là tấn công trực diện. Tuy nhiên, nếu một con cá mập có vẻ như đang chuẩn bị tấn công thì chúng ta hãy cố gắng làm cho mình trông to lớn nhất có thể để có thể khiến cá mập lùi lại nhưng mà nếu một con cá mập chỉ đơn giản là bơi ngang qua chúng ta nên cố gắng làm cho mình nhỏ lại để không có vẻ là con là một cái mối đe dọa cho chúng còn nếu bị cá mập tấn công thì đừng giả chết thay vào đó các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên chống trả nhắm vào những vùng nhạy cảm như là mang hoặc là mắt của chúng và sử dụng bất cứ thứ gì chúng ta có trên người ví dụ như là ống thở oxy và thưa quý vị nhân đây thì trúc linh cũng xin đưa thêm một số lên một số số liệu về người chết mỗi năm do côn trùng và động vật gây ra như đã trình bày ở đầu bản tin thì vào năm 2023 trên toàn cầu là có 69 vụ cá mập tấn công người và có 11 trường hợp tử vong. Trong khi đó, mỗi năm thế giới có khoảng 725.000 người chết do mũi mang mầm bệnh cắn. Rắn giết chết khoảng 138.000 người mỗi năm. Chó bị bệnh dại giết chết khoảng 59.000 người mỗi năm, bọ sát thủ giết chết khoảng 10.000 người, bọ cạp giết khoảng 3.300 người, cá sấu giết khoảng 1.000 người mỗi năm, vân vân. Còn người giết người, quý vị có đoán được con số là bao nhiêu mỗi năm không ạ? À? Đó là khoảng 400.000 người, con số này không bao gồm người chết trong chiến tranh, tai nạn hoặc là bệnh tật thưa quý vị bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại trong bản tin cuối tuần sau